cái khu nước nữa rồi. Đây là khu công viên của Tao Đàn. Tao Đàn ở quận Nhất. Đây là một cái bồn nước, nó rất là mát và nó nằm ngay kế bên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đấy, giờ là đang phun nước lên rất là đẹp thôi quý vị. Còn đây là tiếp tục là trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Giờ chiều thì giờ cũng là giờ cao điểm, trên đường phố thì cũng rất là đông. Và có một cái chú này thì đậu sai quy tắc ở trên lề đường ha, đi xe đạp nhưng mà cũng phải tuân thủ luật lệ giao thông ha. Mình chào các quý vị. Còn ở đây là cái khuôn viên tập thể dục ở công viên Tao Đàn, nằm trên đường Trương Định và giao là Nguyễn Thị Minh Khai. Này vào một buổi chiều thì các bạn trẻ và quý cô chú anh chị em ở đây để rèn luyện cơ thể, để giúp cho cơ thể khỏe mạnh và có sức dẻo vai rất là tốt. Còn đối với lại những cô chú anh chị em lớn tuổi thì để tăng cường cái sức khỏe của mình và đẩy lùi bệnh tật. Dẹp rồi. Và qua đó thì mỗi người mỗi kiểu tập luyện thôi. Dắt lên tay đi. Đây là khu tập luyện thể dục thể thao buổi chiều ở trong công viên Tao Đàn. Đấy, cô này thì đứng đánh không nghe, rồi bạn thì ngồi nghỉ mệt, rồi cô thì tập và chạy không cần nắm tay cầm, anh thì lực ngược vai đó, xoay vòng,